Vinh có biết á, là ngày xưa á, sinh viên nghèo lắm, có một cái tấm màn vậy thôi, rồi có cái bục y chang vậy, thì ra đằng trước là diễn cho thầy cô coi, nhưng mà vô đằng sau tấm bục một chút xíu là có cái màn, thì tụi Hương phải thay cái độ trong cái màn á, xong rồi chạy qua bên kia, chạy qua bên Vinh vậy nè, xong rồi trở ra để diễn tiếp. Và các bạn có biết là chúng tôi trang chạy ngay chữ cái khúc này á, là trai gái gặp nhau chổng á mà vẫn thay đồ bình thường, có nghĩa là đang diễn vậy nè, đang diễn vai vợ vai mẹ gì, chạy qua đây là phải đóng vai khác, hiểu không? Ở ngoài nó vẫn diễn là trong cái đây nè, vậy thôi. Có một tấm màn là chúng tôi đang thay đồ á, nhiều khi thay đồ là tất nhiên là có một cái bộ đồ, tôi gọi là bộ đồ tico, bộ đồ chọc và hình thể ở trong người, nhưng mà lôi lúc gái thì cũng phải có phụ tùng này nọ, xong rồi cái chạy ra sao ơi gài giùm coi, cái đằng trước đang diễn kêu mà nghe kiểu kêu gài luôn á, kêu gài dây áo này nọ đó. Thì cái lúc này là tại vì các bạn muốn biến thành một tị nở hay biến một chí phèo thì phải làm thật nhanh, và chúng tôi thay đồ nhanh lắm, chui gần sau cởi độ chổng á, trai gái biết chú có nhìn thấy nhau không nữa em. Dạ mấy nhỏ gái nó nhàm vô thay đồ trước mặt em không? Dạ không, là lúc đó là tụi em có để một, tụi em có thiết kế, tụi em dăng màn ra làm cái phòng thay đồ riêng cho nữ, còn nam tụi em thì thay đồ ở ngoài luôn, thay đại luôn đúng không? Dạ đó là tụi chị cũng có dăng màn, như lúc đó loạn lắm, loạn là không còn gì nữa. Tự nhiên em để là cái đó, chị nhớ là cái thời của chị, rồi chị ban có cái chuyện mà chị đi thi nó thật là tào lao, trở lại chỗ cũ nha em. Xin lỗi mọi người nha, tự nhiên nhớ là cái thời đó mắc cười quá trời. Mắc cười nhất là lúc đó mình mới có 18, 19 tuổi à, mà người cũng đẹp như mấy con bé này chứ, mà coi chùa hết, ai coi lúc đó. À, dở ra toàn bộ luôn, chứ không phải là một mình Việt Hương nha, nguyên lớp luôn đều chạy đằng sau cái cánh gà này. Rất là thú vị cho cái nghề này. Nhưng mà nếu mà tụi em chọn anh chàng đó đó, anh chàng diễn kịch đó đó, thì tụi em phải mở lòng dữ lắm, tại cái nghề của chị là sát với nhau luôn. Hát là tụi em hát có một mình, nhưng mà kịch đó là diễn nhau hoài, ôm ấp nắm tay nắm chân tập riết luôn ha, cho nên rất là dễ ghen. Cái nào hay ghen thì phải coi lại anh chàng số 4 đó. Tần số tình yêu mùa 2, 21:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.